cứ tưởng trả lương 100 tỷ là cướp được ông Park. Ai ngờ Thái Lan bị huấn luyện viên người Hàn nắn gân thế này. Nhiều đội bóng đề nghị mức lương cao gấp đôi, thậm chí là gấp 5 lần để có được sự phục vụ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ trong việc tái ký hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đó, hợp đồng của VFF và ông Park sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2020. Điều này đồng nghĩa với Bầu Đức, người hiện tài trợ trả lương hàng tháng cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không tiếp tục chi trả lương cho vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Mức lương mới của ông Park chắc chắn phải được VFF điều chỉnh lại, tương xứng với đẳng cấp và những chiến tích mà U23 lẫn đội tuyển Việt Nam đã gặt hái được trong gần 2 năm qua. Theo điều khoản hợp đồng giữa hai bên, vào tháng 10 năm 2019, 3 tháng trước khi hợp đồng cũ kết thúc, ông Park Hang-seo và VFF sẽ ngồi lại để thương thảo chi tiết tái ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, hợp đồng còn có một điều khoản khác. Đó là, 6 tháng trước khi hợp đồng kết thúc, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có quyền công khai tiếp xúc với tất cả các bên muốn ký hợp đồng với thầy Park. Chính vì vậy, vào tháng 8 năm 2019, vị thuyền trưởng Park Hang-seo sẽ được phép gặp gỡ, đàm phán với tất cả các bên muốn có sự phục vụ của ông Park. Dĩ nhiên, VFF và người hâm mộ bóng đá nước nhà đều muốn có huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề đang vướng mắc là VFF không có đủ nguồn lực tài chính để so sánh với các đối thủ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Theo nguồn tin của bongda.com.vn tiết lộ, có một câu lạc bộ tại Thái Lan đã đề nghị mức lương hấp dẫn gấp 5 lần để mời ông Park Hang-seo làm huấn luyện viên trưởng. Nhiều câu lạc bộ tại Hàn Quốc cũng đã có nhiều lần bày tỏ mong muốn mời thầy Park quay trở lại quê hương với lời đề nghị hậu hĩnh gấp nhiều lần so với mức lương hiện tại ở đội tuyển Việt Nam. Có thể nói, VFF và cả huấn luyện viên Park Hang-seo đều đang ở thế khó khi đề cập đến vấn đề tái ký hợp đồng mới. VFF với tiềm lực tài chính hạn chế gần như là không thể so sánh với các đối thủ bạo chi để có bằng được chữ ký của ông Park. Ngược lại, với những cống hiến không mệt mỏi và thành tích nổi bật trong gần 2 năm qua, sẽ rất khó cho ông Park nếu như VFF đưa ra lời đề nghị tái ký hợp đồng với mức lương mới quá khiêm tốn. Nên nhớ, mức lương của một huấn luyện viên không chỉ là con số đơn thuần mà còn chứng tỏ giá trị, đẳng cấp và thương hiệu cá nhân. Vì vậy, VFF chắc hẳn là phải rất đau đầu khi đưa ra mức lương phù hợp với đẳng cấp, làm hài lòng huấn luyện viên Park Hang-seo. VFF đang có nhiều ưu thế trong việc tái ký hợp đồng mới với phù thủy Park Hang-seo, cũng như là trong các trận bóng đá, ưu thế 90% chưa phải là hoàn toàn tuyệt đối. Chỉ đến khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, đội ghi bàn nhiều hơn mới có thể đảm bảo chiến thắng chung cuộc. Giữa rừng tin đồn, ra đi hay ở lại tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời khiến fan Việt ấm lòng. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định quan điểm trong việc lựa chọn bến đỗ tương lai và Việt Nam là ưu tiên số 1 của ông thầy người Hàn Quốc. Tôi được sang Việt Nam làm việc và được rất nhiều người dân Việt Nam yêu quý. Tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm để đền đáp tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 6. Đây là lời tái khẳng định của huấn luyện viên người Hàn Quốc, bởi lẽ ông đã từng nói điều này trước đây. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng giữ kín câu chuyện đàm phán khi giải bày. Hợp đồng là một vấn đề phức tạp, tôi đã ủy quyền cho người đại diện và anh ấy sẽ tìm kiếm những thỏa thuận chung với VFF. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thời hạn tới ngày 30 tháng 1 năm 2020. VFF có quyền đàm phán với huấn luyện viên Park Hang-seo 3 tháng trước ngày hợp đồng đáo hạn, tức là vào cuối tháng 10 năm nay. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cam kết dẫn dắt U23 Việt Nam cho đến hết vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Sự kiến, đội tuyển sẽ vào sâu và đi qua ngày 30 tháng 1. Vấn đề hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo được quan tâm đặc biệt khi ông đang làm việc rất tốt, mát tay với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên người Hàn Quốc được hưởng ứng nhiệt liệt. Mới đây, thông tin trên báo Hàn Quốc cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đang được Indonesia, Malaysia hay là Thái Lan quan tâm. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Riêng đối thủ lớn Thái Lan, họ vẫn kiên trì với quan điểm thuê huấn luyện viên châu Âu hoặc là Nam Mỹ. Theo thông tin mới nhất, một huấn luyện viên Tây Ban Nha đã đến Thái Lan để thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá nước này. Bên cạnh đó, có nhiều quan điểm cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo hợp với bóng đá Việt Nam nhưng chưa chắc đã thành công ở các đội khác. Câu chuyện vì thế còn là mối liên hệ khó giải thích về thành công giữa ông Park và bóng đá ở giải đất hình chữ S. Hiện tại, mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo khi dẫn dắt hai đội tuyển của Việt Nam là khoảng 20.000 USD, khoảng 460 triệu đồng một tháng. Mức lương cho bản hợp đồng mới chắc chắn sẽ cao hơn, nhưng thông tin về điều này vẫn đang là một câu chuyện thỏa thuận giữa phía của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF.
Chủ tịch VFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có phương án khả thi nhất, xứng đáng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Lê Khánh Hải, Chủ tịch VFF mới đây đã có những chia sẻ xung quanh việc đàm phán hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức đến với bóng đá Việt Nam vào ngày 25 tháng 10 với bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30 tháng 1 năm 2020. Dù trước đó, tài năng của nhà cầm quân người Hàn Quốc từng bị nhiều người nghi ngờ, nhưng thầy Park đã có câu trả lời mạnh mẽ cho người hâm mộ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, các cấp độ đội tuyển Việt Nam, Olympic và U23 Việt Nam đã gây ra tiếng vang lớn ở đấu trường châu lục cũng như là khu vực, nổi bật như là vị trí á quân vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, hạng tư ASEAN năm 2018, vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết ASEAN Cup năm 2019. Trong bối cảnh hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn khoảng 7 tháng nữa là sẽ kết thúc, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất nóng lòng chờ đợi thông tin tích cực từ lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mới đây, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã lên tiếng về việc này. VFF sẽ làm tất cả những gì để chiều lòng khán giả và dĩ nhiên phải phù hợp với lộ trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Thường trực VFF đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng là với mối quan hệ tốt đẹp giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ đưa ra những phương án khả thi nhất, xứng đáng với sự cống hiến to lớn của ông Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam. Mọi người không phải lo lắng quá đâu, chúng tôi chắc chắn sẽ gia hạn và chắc chắn sẽ tăng lương. Hợp đồng của ông Park được ký từ tháng 10 năm 2017 và đến hết tháng 1 năm 2020 sẽ kết thúc. Bản hợp đồng thứ hai sẽ được ký với thời gian dài tương đương nếu như ông Park muốn như vậy. Tôi sẽ chỉ đạo cấp dưới soạn bản hợp đồng mới và chắc chắn sẽ thương thảo lại với công ty đại diện của ông Park. Tiến trình sẽ được đẩy lên sớm hơn. Dĩ nhiên, vì đàm phán thông qua đại diện nên cần phải khéo léo để làm sao không bị thiệt thòi cho cả đôi bên. Chính phủ hai nước cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nên càng phải làm cho tốt và hài hòa. Từ đây cho đến cuối năm, bóng đá Việt Nam vẫn còn hai nhiệm vụ quan trọng là vòng loại World Cup năm 2022 và SEA Games 30. Rất có thể, hợp đồng sẽ được chốt trước khi một trong hai giải đấu này diễn ra. Ba vấn đề quan trọng cần phải làm rõ trước khi gia hạn hợp đồng với thầy Park. Vé dự World Cup là đây chứ đâu. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã không đợi đến 3 tháng trước khi hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc như thông báo ban đầu. Thường trực của VFF đã tiến hành đàm phán hợp đồng mới với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ba vấn đề sau đây được đánh giá là quan trọng trong cuộc thương thảo của VFF và chiến lược gia người Hàn Quốc. Đầu tiên là vấn đề, ai sẽ trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo thay cho Bầu Đức? Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF có thời hạn 2 năm thì Bầu Đức là người trả lương. Bầu Đức đã tự nguyện trả một tháng gần 700 triệu đồng, gồm thuế thu nhập cá nhân cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh khó khăn về kinh tế. Thế nhưng, hợp đồng mới thì VFF nhiều khả năng phải tính toán lại, sau đó tự lo chuyện trả tiền lương. Đây là một điều được Phó Chủ tịch Tài chính Cấn Văn Nghĩa từng nói trước báo chí. Vấn đề tiền lương của huấn luyện viên Park Hang-seo được Phó Chủ tịch Truyền thông VFF, ông Cao Văn Chóng bật mí là bàn bạc hợp đồng mới, theo xu hướng đáng với tài năng, sự cống hiến của huấn luyện viên Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam. Như vậy, ông Park sẽ được tăng lương nếu như đặt bút ký vào hợp đồng mới. Mấu chốt của câu chuyện hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo là tiền lương, nếu như được nâng lên thì VFF cần phải có sự hậu thuẫn mạnh về tài chính. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần tập trung cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo phải lo cho cả U22, U23 và tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đây là theo thỏa thuận của ông Park và VFF trong hợp đồng đầu tiên. Tuy nhiên, câu chuyện này có thể thay đổi nếu như hai bên ngồi lại bàn lại hợp đồng mới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng nói với truyền thông Hàn Quốc là chỉ muốn tập trung cho tuyển Việt Nam, tránh ôm việc theo kiểu vừa bồng em vừa xay lúa. Câu chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn hai tay hai nách có thể hiểu được. Ông Park đã trở thành một thương hiệu lớn nên tập trung cho cấp độ cao nhất, có thể hướng đến những thành công lớn. Vậy nên, không loại trừ, vấn đề này sẽ là một trong những điểm quan trọng trong cuộc thương thảo hợp đồng mới của huấn luyện viên Park Hang-seo với VFF. Những mục tiêu nào cho huấn luyện viên Park Hang-seo? Ngoài chuyện tiền lương, thời gian, phân công nhiệm vụ và chế độ thì điều quan trọng không thể bỏ qua chính là VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt ra những mục tiêu gì trong bản hợp đồng mới. Đây cũng là vấn đề được người hâm mộ quan tâm nhất, vì sau những thành công lớn của bóng đá Việt Nam, liệu có sẵn sàng để hướng đến những bước mới dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo? Vấn đề nổi có thể nhìn thấy là vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan, tuyển Việt Nam bước xa đến đâu ở vòng loại World Cup năm 2022, hay bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào năm sau, SEA Games năm 2021 tại Việt Nam. Ở chiều sâu mang tính chiến lược dài hơi, có thể đó là một kế hoạch lớn để Việt Nam khẳng định vị thế sân chơi châu lục.
tuyển Việt Nam đang có thứ hạng 96 trên bảng xếp hạng FIFA và 15 ở châu Á. Nếu như tính theo sự thăng tiến dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thì Việt Nam có thể cải thiện vị trí theo cách bước đều, hướng đến việc lọt vào top 10 châu Á, thậm chí là top 8. Lên đỉnh cao đã khó, bảo vệ thành công càng khó, nhưng bóng đá Việt Nam cần phải có những kế hoạch lớn, dám nghĩ, dám làm để phát triển. Thế nên, hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo nếu tái ký thì những mục tiêu nói trên khả năng sẽ được VFF đưa vào trong cuộc thương thảo.